mà sập thì cũng được, cứ làm sao. Sao phải sợ. Không có gì phải sợ nhá. Đúng 4 giờ chiều à? Khả năng là đấy, đúng 4 giờ đây này. 4 giờ là được lên. Với lại khả năng là đúng chờ Phúc về đấy. Không biết là phải mẹ Phúc không, nhưng mà nếu mà đúng mẹ Phúc thì đúng là thật thiêng thật. Đợi mẹ về à, đợi con về mới lên. Đây nhà người đây nhá. Giống như có bé Phúc với bà ngoại. Đây mọi người ơi. Tay thắp nhang đó. Đây mọi người nha. À họ mang ra đây thôi, để ở đây để họ rửa giấy nhá, rửa tử thi ở đây nhá. Ồ mang dùng kia để rửa nhá, mang đây để rửa giấy nhá. Mọi người đợi em tí, đợi em tí em xuống đây. Nhưng mà em chỉ quay một tí thôi nhá, tí nữa mà có người à, dở người ra là em thôi em không quay đâu nhá, mọi người thông cảm nhá. Không đưa người mất lên trên mạng xã hội ấy. Em thấy cái lương tâm em nó không ấy lắm. Lương tâm nó cắn rứt đi. Thế là không thể đưa hình ảnh này lên được. Vậy là mẹ Phúc à? Mong là mẹ Phúc nhá. Cảm ơn trời, con đã tìm thấy thi thể thứ 11 và thứ 12 rồi. Rút máy đi vị trí mới rồi nhá. Đưa máy xúc đi vị trí mới rồi. Máy xúc sẽ không tìm kiếm ở đây nữa rồi. Máy xúc lại đi tìm vị trí mới ở ngoài kia nhá, không tìm ở đây nữa nhá mọi người nhá. Thì mong rằng ra ngoài kia sẽ tìm thêm, nhưng mà mình trong cái tâm thức của mình vẫn muốn là đã tìm thấy một người ở đây thì tìm thêm tiếp, biết đâu tìm thêm một ngày nữa, một buổi nữa thì biết đâu lại ra thêm được người nào. Vì đã có một người thì dễ có một người thứ hai lắm. Phúc đây nha mọi người nha, đây này Phúc đây này. Đây này Phúc đây này. Đó, Phúc đây này. Đây mọi người ơi, đây nha, Phúc đây nha. Đấy em Phúc đấy. Mọi người. Chứng tỏ là mùi rất nặng đấy. Máy xúc còn nôn mà, lái máy xúc nôn mà. Thế chứng tỏ là mùi nặng. Em quay một tí nữa thôi nha mọi người nhá. Chứ bây giờ cứ quay vào người chết em thấy lương tâm em cắn rứt lắm. Mọi người
hạnh phúc quá. Vâng, cảm ơn mọi người nhé. Nam mô A Di Đà Phật, đúng rồi. Nam mô A Di Đà Phật, mọi người niệm Nam mô cho đi, cho mẹ Phúc được siêu thoát đi. Mẹ Phúc số may mắn. Không được quay được, không được quay. Cảnh sát hết máy lên. Nói cái không ý thức của thế nào ạ? Người ta đang không cho quay đâu, hay là mình dừng nhỉ? Bà Mẫn sinh năm 68, 56 tuổi ạ. À, đây là thông tin là mọi người biết trước em, chắc là mọi người xem kênh khác người ta biết thông tin trước. Không phải là, không phải là mẹ Phúc rồi. Ông tên là Mẫn, bà Mẫn sinh năm 1968, 56 tuổi ạ. Có một số thông tin là đây là một người phụ nữ tên là Mẫn này, 56 tuổi mọi người ạ. Và không phải mẹ của cháu Phúc. Tên bà Mẫn tìm thế. Nói chung là Hải cũng chưa rõ lắm. Để em xuống cái điểm mà tìm thấy cho mọi người xem nhé, nó sâu như thế nào. Xuống cái điểm kìa, cái điểm tìm thấy. Em chia sẻ cho mọi người xem nó sâu như thế nào nhé. Mọi người chờ em một chút nhé. Thế nào, có một số thông tin chia sẻ là một bà cụ già, một cô tên là Mẫn, 56 tuổi mọi người, không phải mẹ của Phúc. Bây giờ là cũng đến giờ nghỉ rồi, các lực lượng chức năng, các lực lượng tìm kiếm cũng về hết rồi mọi người. Mọi người chờ một chút nhé, để em đi ra cái địa điểm xem nó sâu như nào mọi người nhé. Đi đường ngoại tế vị thế nào? Hiện tại bây giờ là đưa được một người đi đây. Đưa được một người. Cái vị trí mà tìm thấy cố gắng một thi thể vừa qua đây mọi người. Lên rồi là lại cái cống này. Nó sâu bên dưới rất là sâu luôn đó. Đây là. Đây cái cống đây. Nó như thế này mà.
đó, đây là mố của một cái mố cái cầu cống đấy. Cái trai đứng hẳn lên lên một đá trên dưới này đang còn hỏng nhiều lắm, nhiều rác người dưới đây nhiều lắm. Thì nói chung là còn nghi ngờ là nói đúng tóm lại còn vẫn còn nghi ngờ là dưới đây còn còn có thể còn nữa. Đó đây là bởi vì mọi người nhìn này rất là nhiều những cái gọi là cây que của nhà. Que để bổi rồi nói chung là nhiều rất nhiều thứ luôn ở đây luôn. Đó thì sáng nó có quần áo, chăn, lúa, có mà là đầy đầy đủ gần như cả một vật dụng một cái nhà. Cái gì mà nó trôi dạt về bên trong đây. Cái tấm này luôn quý vị này. Này thì làm sao mà ấy được. Ông ngoại hiện tại đây thì cũng không có gì cả nhà. Hiện tại ở đây là cũng chưa. Mọi người nhìn đá to như kia mà. Đúng rồi, cũng có khả năng mọi người ạ. Cũng có khả năng ạ. Đấy. Đúng rồi, có cả ấy mà có. Mà tính từ trên mặt này xuống.